Anh lại biết quá nhiều. Cái gì anh cũng có những đạo đức thì quá yếu. Có người hỏi về già anh dự định sẽ làm cái gì. Anh ngồi ngẫm thật lâu vì con đường tối mịt đi. Người thân đâu, anh em đâu, là tình yêu đâu. Trong mắt xã hội anh như là một con sâu. Người thân đâu, anh em đâu, là tình yêu đâu. Tất cả mọi thứ trên đời không cạnh ta được lâu đâu. Mày kia đứng lại. Có chuyện gì đấy các anh? Này! Xuống xe! Có chuyện gì đấy các anh? Chúng mày ở đâu? Dành cái bản này làm gì? Bọn tôi là giáo viên ở bản. À, chúng mày vừa ở lớp cấm bản xuống phải không? Phải không? Bình tĩnh anh ơi, anh ơi bình tĩnh anh ơi. Phải thì sao, mà không phải thì sao ạ? Còn mãi à mày, thằng này lao nhá. Anh ơi, từ từ, anh có gì từ từ nói ạ. Anh ơi, cứ bình tĩnh ạ. Anh ơi. Đúng rồi. Này. Có gì từ từ nói ạ. Đứa nào biết tờ giấy đây? Hả? Tờ giấy này không phải của bọn tôi. Chắc là các anh nhầm rồi. Nhầm mẹ. Ôi anh ơi. Ôi, các anh bình tĩnh, anh nhầm. Anh ơi. Bác Tài, mở cửa xe. Dừng lại. Mày này, mày quên đi. Tao là bố chúng mày. Gọi công an đi. Hai người đi. Đi ngay đi.